Nên hôm nay là chị rất cảm ơn Linh đã dành thời gian để cùng thực hiện cái chương trình kiểm tra sức khỏe tài chính. Trước khi bắt đầu vào cái chương trình này á, cho phép chị được giới thiệu về ý nghĩa của chương trình. Thì đầu tiên á, cái tên gọi chương trình này là kiểm tra sức khỏe tài chính. Thì cũng giống như là em đi sức khỏe định kỳ vậy đó. Linh có thường xuyên đi khám định kỳ không Linh hả? Dạ có. À, rất là tuyệt vời. Chị xin nhấn mạnh nó có hai ý nghĩa ha. Thứ nhất là giúp em nhận diện được mục tiêu mà em đang quan tâm nhất trong vấn đề tài chính gia đình ở thời điểm hiện tại. Và điều thứ hai là sẽ giúp em đo được cái khoảng cách giữa cái mà điều mình mong muốn đó với cái khả năng hiện tại á, thì nó đang cách nhau bao xa. Thì bây giờ chị xin phép được đi vào chương trình luôn nha. Ở câu hỏi đầu tiên á, rất là đơn giản thôi, em chỉ cần trả lời giúp chị có hoặc không. Theo em thì những gia đình họ có quan tâm đến việc lập một cái quỹ giáo dục để con mình được học hành đến nơi đến chốn không em ha? Chắc chắn là có. Rồi, thì khi mà con cái lớn lên á, cha mẹ là cũng sẽ đến tuổi về hưu, thì theo em người ta có quan tâm đến việc lập trước một cái quỹ hưu trí để sau này cái tuổi hưu của mình á, vẫn được an nhàn thảnh thơi hay không? Người Việt Nam mình thì chắc là chưa quan tâm đến điều đó. Ừ, chị ghi nhận ý kiến của em ha. Khi mà mình đang lao động thì vấn đề sức khỏe luôn là vấn đề mình quan tâm hàng đầu. Thì theo em cần lập một cái quỹ dự phòng để chăm sóc y tế trong những cái tình huống mà sức khỏe mình thay đổi hay không? Em thấy người Việt Nam cũng chưa lập cái quỹ dự phòng này nhiều lắm đâu chị. Nhưng mà mức độ cần thì theo em nghĩ là họ có cần không? Chứ. Có cần nhưng mà cái thực tế thì chưa nhiều đúng không? Dạ. Vấn đề sức khỏe thì luôn đi đôi với vấn đề tài chính. Nghĩa là khi mình khỏe thì mình mới có khả năng đi làm kiếm ra tiền đó em. Thì theo em người ta có quan tâm đến việc lập một cái quỹ dự phòng về tài chính để những khi mà sức khỏe của họ thay đổi á, họ vẫn có thể duy trì được mức sống trước mọi rủi ro hay không? Chắc chắn là rất là cần. Khi mà mình đã đủ ăn đủ mặc rồi nè, thì theo em người ta có quan tâm đến việc là tạo dựng tài sản hay không? Chị xin phép đi tiếp câu thứ hai Linh ha. Thì ở câu thứ hai này nè, em vui lòng chọn những cái đáp án theo em á, thì đâu là những cái biến cố mà khi xảy đến với người trụ cột thì nó có thể dẫn đến gọi là khủng hoảng tài chính cho một gia đình luôn? Cả ba cái này đó chị. À, bao gồm cả người trụ cột bị mất sớm, người trụ cột bị bệnh hiểm nghèo. Dạ. Hoặc là người trụ cột bị tàn tật. Tiếp theo ở câu thứ ba này, ngay tại thời điểm này, nếu như em có khả năng lập một cái quỹ cho gia đình mình thì đâu là mối quan tâm mà em sẽ ưu tiên số 1? Em ưu tiên đầu tiên đó là đầu tư giáo dục. Và nếu như mình vẫn còn khả năng để thực hiện tiếp cái quỹ thứ hai, chị chỉ xin phép hỏi hai quỹ thôi, thì đâu sẽ là quỹ mà em ưu tiên thứ hai? Đó là chăm sóc sức khỏe và tai nạn. Để mà làm rõ thì mình cần chuẩn bị bao nhiêu là đủ thì chị xin phép được mời Linh đi tiếp với chị trang thứ hai Linh nha. Trước tiên mình đi vào quỹ giáo dục á, thì không biết Linh đã được mấy bé rồi em ha? Dạ em một bé rồi chị. À, bé nhà mình ở nhà tên gì? Bé Khôi. À, bé Khôi. Bé Khôi năm nay được mấy tuổi rồi Linh? Dạ được 4 tuổi rồi chị. Có bao giờ hai vợ chồng ngồi suy nghĩ thử xem là khi mà con mình bước vào đại học á, bé sẽ được học ở môi trường như thế nào chưa em? Chắc là học trường quốc tế tại Việt Nam thôi chị. À, rất là hay. Chị sẽ tính thử cho Linh xem coi là cái quỹ học vấn khi mà bé vào đại học ở một ngôi trường quốc tế tại Việt Nam thì chi phí mình cần chuẩn bị là bao nhiêu. Rồi, em đã bao giờ tham khảo thử một cái mức học phí cho con mình ở môi trường đại học chưa? Em cũng chưa, dạ. Bé mới có 4 tuổi thôi mà. Ok em, công ty có một cái bảng để mình tham khảo được cái mức học phí cũng như sinh hoạt phí ở bậc đại học. Thì đây là cái số liệu khảo sát năm 2018 em ha. Bao gồm tiền học phí đóng cho trường thì sẽ tầm 270 triệu và khoản sinh hoạt phí thì nó sẽ tầm 320 triệu một năm. Mình cộng hai con số này lại nó sẽ ra hùm hùm là 600 triệu một năm đó Linh. 600 triệu này mình đang đứng ở năm 2018. Vậy thì liệu là 14 năm sau khi con em 18 tuổi, 600 triệu này nó phải là bao nhiêu mới đủ? Thì ở đây cái công cụ tính toán rất là thú vị và tham khảo ở mức lạm phát là 4%. 600 triệu này nè là mình đang đứng ở năm 2018, nó sẽ ra là 1 tỷ 038 triệu. À, rồi tiếp theo mình sẽ cần dùng số tiền này cho 4 năm học phí của bé. Chị lấy một cái mức bình quân là 4 năm ở bậc đại học thì để tính tổng số tiền cho mình chuẩn bị trước cho bé trong suốt quãng đường đại học á, chị sẽ nhân tiếp với hệ số ở đây cũng có lạm phát 4% thì nó sẽ ra cái quỹ là 4 tỷ 4. À, rồi tiếp theo Linh có thể cho chị biết là hiện tại á, trong gia đình mình em đã bắt đầu để dành một cái quỹ nào riêng chỉ phục vụ cho nhu cầu ăn học của bé hay chưa? Cũng chưa dành cho cái quỹ này. Rồi coi như là chưa có. Thì cái phần còn lại mình vẫn phải chuẩn bị là 4 tỷ tư luôn. Đó là xong cái quỹ giáo dục. Chị xin phép được đi tiếp với em về cái quỹ hưu trí. Mình sẽ cùng đi qua những cái câu hỏi ở đây. Thứ nhất á, là em dự kiến ha, bao nhiêu năm nữa thì mình sẽ về hưu? Chắc năm em 55 tuổi. Rồi vậy thì khi mà mình về hưu á, em có suy nghĩ là mình sẽ có những cái công việc gì hoặc là những cái mong muốn gì khi mình về hưu không? Chị thích hai vợ chồng đi du lịch thôi. Tuyệt vời. Với cái mức sống như hiện nay á, em có mong muốn khi về hưu thì vẫn đảm bảo được cái chất lượng cuộc sống như bây giờ hay không? Chắc chắn là như vậy. Rồi có ha. Em dự kiến cái khoản mà em sẽ chi tiêu mỗi tháng nó phải là bao nhiêu? Phải 20 triệu.
À, 20 triệu. Thì thông thường á, khi mà mình tính cái mức chi tiêu để mình về hưu có thể sống an nhàn á, thì đâu đó con số mình gặp nhau giữa rất là nhiều người nó sẽ là tầm khoảng 70-80% so với cái mức chi tiêu hiện tại. Vậy thì em dự định á, khi mà mình về hưu để có được cái mức sống, cái chất lượng cuộc sống vững như bây giờ á, thì em dự kiến cái khoản tiền em sẽ chi mỗi tháng khi mà em về hưu á, là em cần bao nhiêu để xài? 10 triệu là đủ xài. Ok, chị vẫn lấy con số 10 triệu. Sau 25 năm nữa thì nó sẽ là bao nhiêu cho một năm? Chị sẽ lấy 10 triệu, chị nhân cho 12 tháng. Chị nhân tiếp cho hệ số ở đây là 2.67. Nó sẽ ra con số là 320 triệu một năm. Đây là số tiền em cần tiêu xài trong một năm. Chị cần thêm một dữ liệu nữa là số năm em cần để sử dụng quỹ hưu trí này. Chị hỏi một cách khác là em dự kiến là cái tuổi thọ của mình á. Em có chồng, em sẽ đến năm 85 tuổi. Ai cũng mong muốn như vậy ha. Từ năm 55 tuổi đến năm 85 tuổi, mình sẽ có khoảng thời gian về hưu là 30 năm. Chị sẽ nhân tiếp cho cái chi phí mỗi năm 320 triệu trong 30 năm. À, và với cái mức là lạm phát 4%, mình sẽ ra con số là 18 tỷ em nha. À, có bao giờ hai vợ chồng ngồi tính thử con số này chưa? Chưa chị ơi. Mình đã để dành một khoản tiền nào riêng chị để về hưu hay không? Chưa nữa chị. À, chị ghi ở đây là không ha. Thì cái khoản mà mình cần để dành tiếp tục vẫn là 18 tỷ. Rồi, đó là mình kết thúc quỹ hưu trí. Tiếp theo chị sẽ mời Linh cùng đi qua với chị về quỹ chăm sóc sức khỏe và tai nạn Linh ha. Em nhận định như thế nào về tình trạng bệnh hiểm nghèo hiện nay ở Việt Nam? Quá nhiều. Chị rất đồng tình với quan điểm của Linh. Em đã bao giờ phải chứng kiến một người thân phải chống chọi với một căn bệnh hiểm nghèo chưa? Có rồi chị. Thì em có bao giờ tìm hiểu thử xem là cái chi phí á, để một người khi mà họ mắc bằng những cái bệnh hiểm nghèo á, họ cần bao nhiêu để điều trị hay không? Em nghĩ khoảng 3-4 tỷ. Càng ngày càng nhiều cái liệu pháp mới được ra đời, kèm theo đó đúng như Linh chia sẻ, đó là cái chi phí điều trị sẽ rất là cao. Vậy thì nếu như mình lập một kế hoạch là mình sẽ lập một cái quỹ chuyên để chăm sóc y tế thôi. À, thì với Linh khoản tiền mà em muốn để dành á, phải là bao nhiêu thì em mới cảm thấy là em yên tâm? Em nghĩ là phải là ít nhất là 2 tỷ. Rồi, 2 tỷ. Gia đình em á, và bản thân em đã để dành một cái quỹ nào riêng cho cái mục đích chăm sóc sức khỏe cho mình chưa? Hình như chưa. Thì ở đây chị sẽ ghi là không luôn. Và mình cũng sẽ cần bổ sung thêm là 2 tỷ cho quỹ chăm sóc sức khỏe. Chị xin phép được đi tiếp với Linh về quỹ bảo vệ tài chính. Thật ra khi mà mình có những cái vấn đề về sức khỏe mà nó có thể ảnh hưởng tạm thời hoặc lâu dài lên cái khả năng lao động của mình á, thì gia đình mình nếu như có một cái quỹ dự phòng về tài chính thì sẽ giúp vượt qua được những khó khăn. Em cho chị hỏi thăm là với cái mức sống hiện tại bây giờ của Linh thì em có hài lòng với cái mức sống của mình hiện nay hay không? Có chị. À, chị chúc mừng Linh nha. Vậy thì á, nếu như trong những cái hoàn cảnh cuộc sống của mình thuận lợi thì mình đã rất là an tâm. Còn nếu như có những cái biến cố bất ngờ xảy ra thì em có mong muốn cái mức sống hiện giờ vẫn phải được duy trì hay không? Chắc chắn. Rồi, chị sẽ tích vào là có. Vậy thì với mức sống như hiện tại, em có thể cho chị biết là mỗi tháng em sẽ cần chi bao nhiêu tiền cho gia đình mình? 30 triệu. 30 triệu cho một tháng em ha? Dạ. Rồi, theo em thì cái quỹ này nè sẽ giúp mình tồn tại được trong thời gian bao lâu? 20 năm. 20 năm. Thì để chị tính cho em cái số tiền cần để mình dự phòng cho quỹ tài chính này ha, là 30 triệu một tháng, chị nhân cho 12 tháng, chị nhân tiếp cho 20 năm và cộng với cái biên độ lạm phát 4% sẽ ra tổng quỹ là 15.7 tỷ. Cái thực hiện của Linh cũng là không. Và chị cũng xin ghi ở đây là mình cần tiếp tục thực hiện là 15.7 tỷ luôn. Rồi, và cuối cùng mình sẽ cùng nhau đi qua quỹ gia tăng tài sản. À, em có thể cho chị biết là cái mục tiêu của em á, là em muốn mình có một cái khối tài sản trị giá là khoảng bao nhiêu không? Khoảng 3 tỷ. À, 3 tỷ. Và hiện tại ở thời điểm này á, thì em đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm trong cái kế hoạch của mình rồi? Khoảng 1 tỷ. 1 tỷ. Rồi. Đâu đó là mình cũng đã đi được 1/3 con đường rồi đó. Vậy thì mình sẽ tiếp tục để dành thêm là 2 tỷ. Cảm ơn Linh ha. Thì ở đây chị xin phép được tổng kết lại trên cái bảng này. Bây giờ chị sẽ cùng với Linh cộng lại thử hết tất cả những mối quan tâm của mình để mình có một cái bức tranh tài chính hoàn chỉnh Linh ha. Bao gồm quỹ giáo dục 4,4 tỷ, quỹ hưu trí 18 tỷ, quỹ chăm sóc sức khỏe 2 tỷ, quỹ bảo vệ tài chính 15,7 tỷ và quỹ gia tăng tài sản là 2 tỷ. Tổng cộng sẽ là 42 tỷ. Thì thật sự em sẽ còn khoảng thời gian 25 năm thực hiện được những cái mong muốn này của mình. Và em cầm được trong tay tất cả những cái số tiền để mình thực hiện hết những ước mơ này của mình á, thì khi đó em có cảm thấy vui và hạnh phúc không? Chắc chắn là như vậy rồi chị. Rồi, thật sự 25 năm là khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài. Có những lúc mình tiết kiệm rất là thuận lợi và cũng sẽ có những lúc mình tiết kiệm không thuận lợi. Và nếu như vì một lý do nào đó mà mình chưa kịp cầm trong tay 4 tỷ tư này
để lo cho con được ăn học tới nơi tới chốn, hoặc 15,7 tỷ này để cho gia đình mình có một cái mức sống trước mọi rủi ro, thì khi đó em có cảm thấy em lo lắng hay không? Chị cũng thấy mình hơi bị thiếu hụt. Dạ. Vậy thì cho chị hỏi là mức độ quyết tâm để thực hiện những ước mơ này của mình á, với Linh thì thang điểm từ 0 đến 10 em đánh giá mình được bao nhiêu điểm? Giá em ở mức 8-9 á. À, tuyệt vời. Vậy thì để thực hiện cái mong muốn của mình á, ngay từ thời điểm này, nếu như chị hỏi là khoản tiết kiệm mà em có thể để dành cho gia đình mình, thì hiện tại em sẽ để dành được khoảng bao nhiêu tiền một tháng? Khoảng 25 triệu một tháng. À, 25 triệu một tháng, chị xin ghi vào đây. Chị em mình đi gần xong rồi đó, chỉ còn một cái bước cuối cùng để chị tính cho em được cái khoảng cách mà nãy chị có chia sẻ. Ở đây nó cho ra đáp số là 140 triệu cho một tháng. Đây là con số mà em mong muốn. Và cái hiện tại là cái khả năng mà mình đang có thể để dành được á, thực tế đang là 25 triệu. Thì từ 25 đến 140 nó chính là cái khoảng cách giữa cái mà em mong muốn so với cái khả năng hiện tại của mình. À, và ở đây chị xin chia ra nó sẽ gấp là 5,6 lần. À, và thông thường khi chị gặp những khách hàng chị chia sẻ á, mà những cái tỷ lệ khoảng tầm như em như vậy, nó vẫn nằm trong cái vùng gọi là khả thi. Nghĩa là chị vẫn mong muốn Linh hãy giữ nguyên kế hoạch này của mình. Em có thể là cắt giảm bớt những chi tiêu không cần thiết, hoặc mình có thể lao động cực lực hơn, kiếm tiền nhiều hơn, thì cái khả năng để dành của mình đâu đó nó sẽ đạt được trong tương lai. Đó là cái tất cả những cái nội dung mà chị em mình cùng đi qua trong cái chương trình kiểm tra sức khỏe tài chính này. Linh cảm thấy chương trình này có giúp ích được cho Linh không? Rất là ý nghĩa, bởi vì từ trước đến giờ em cứ nghĩ là mình cứ để tiền tiết kiệm. Nhưng mà chưa bao giờ em phân ra thành từng quỹ khác nhau. Và chính nhờ cái bài này thì em cảm thấy là em còn thiếu rất là nhiều, cũng như là kế hoạch về tài chính cho gia đình mình trong tương lai. Chị thật sự rất là hạnh phúc khi nghe Linh chia sẻ như vậy. Dạ. Và thực sự là khi chị đi tiếp xúc với khách hàng á, mình mang cái bài kiểm tra sức khỏe tài chính này đến với khách hàng, Dục cũng giống như là một cái sự cho đi của công ty AIA với một cái bức tranh tổng thể về tài chính gia đình mình. Đó là những cái ước mơ em mong muốn thực hiện á, là con số 42 tỷ này nè. Thì ngày hôm nay chị cũng rất là mong muốn được chia sẻ với Linh một cái giải pháp mà chỉ cần sử dụng đúng cái số tiền là cái khả năng hiện tại của em, 25 triệu một tháng này, để giúp em thực hiện được ước mơ của mình mà không cần phải chờ đến 25 năm thông qua một cái giải pháp đến từ công ty AIA được mang tên là An Phúc Trọn Đời Ưu Việt. Vậy em có sẵn lòng cùng chị chia sẻ thêm 15 phút nữa về giải pháp này không Linh? Dạ, nghe cũng khá là hấp dẫn chị ha. Dạ, ok chị.